ra cái ý tưởng là sản xuất nhang sạch bắt nguồn từ những lần mình đi lễ hội chùa chiền thì người ta thắp nhang hóa chất độc hại rất nhiều, thì từ đó mình mới nghĩ ra là tại sao là mình không dùng những cái nguyên liệu có trong thiên nhiên để sản xuất nhang sạch. Thì từ đó thì từ khi nảy ra ý tưởng đến khi cho vào quá trình sản xuất thì mình cũng ấp ủ từ hơn một năm rồi, và quá trình làm thì cũng thử nghiệm nhiều lần, có thất bại có. Sau đấy thì mình dùng những nguyên liệu như là quế rồi đến là lá minh diệp sản xuất ra nhang cho bà con dùng thử, thì bà con phản hồi là rất tốt. Thứ nhất là cái mùi nó không nồng cay, là với lại là cái hương nó ra không bị làm cay mắt đau đầu cho những người mà người ta sử dụng. Từ đấy là mình bắt đầu sản xuất ra đại trà. Từ cái khâu nguyên liệu chọn đầu vào cho đến khâu chọn tăm sản xuất thì tất cả đều 100% từ bên mình trực tiếp thu mua. Các công trình công đoạn bên mình làm thì đều là quy trình khép kín. Cái khác biệt nữa là cái nguyên liệu nhang bên mình là từ thảo mộc, từ những cái lá khuynh diệp, 100% lá cây, rồi đến từ là vỏ quế, thì tất cả đều là thu mua từ những cái vùng cao, những cái nơi mà người ta trồng nổi tiếng ở Việt Nam mình. Sau đó bên mình trực tiếp thu mua và quá trình phơi sấy để đảm bảo cái dược liệu trong cái những cái thành phần đấy đều đạt 100% cái dược liệu tự nhiên. Quá trình đó thì bên mình sẽ sản xuất ra cái loại nhang như hiện nay có. Trong tương lai thì mình có một cái ấp ủ rất lớn, cái doanh nghiệp mình ấp ủ rất lớn, đó là tất cả mọi người đều có thể là sử dụng được nhang sạch, không hóa chất, không độc hại để tạo giá trị cho cộng đồng. Cái thứ hai nữa là bên mình cũng mong muốn làm sao cho tạo công ăn việc làm cho những cái bà con vùng cao, người ta trồng nguyên liệu và những cái công nhân người ta làm ở đây, để góp phần là thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho những vùng quê đang còn khó khăn như hiện nay. Thì mình mong muốn là cái sản phẩm nhang sạch này có thể là tuy là nhỏ nhưng mà có thể là góp được một phần nào trong cái văn hóa người ta sử dụng nhang sạch và sử dụng những sản phẩm để bảo vệ môi trường không hóa chất như hiện nay. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.